trợ thuật cho bà con nông dân trong việc chăm sóc và quản lý tốt các đối tượng sâu bệnh trên cây lúa. Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, công ty Sumic Agro thực hiện chương trình phát thanh trực tiếp với chủ đề chăm sóc lúa giai đoạn đồng trổ tại huyện Hòn Đất. Chương trình có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Kiên Giang, công ty Sumic Agro và bà con nông dân tại xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất. Trong 60 phút thực hiện chương trình, các khách mời đã thông tin đến bà con nông dân tham gia trực tiếp cũng như các khán giả theo dõi qua sóng phát thanh về tình hình sâu bệnh trên trà lúa đông xuân trong giai đoạn đồng trổ. Đồng thời giao lưu giải đáp nhiều thắc mắc của bà con nông dân về các biện pháp quản lý và phòng trừ các đối tượng sâu bệnh. Nông dân chúng tôi thường thường sống ở trong cái thời buổi công nghệ này thì cũng rất cần những cái thông tin. Rất cần thông tin để áp dụng ở trên những cái phần mà mình công việc của mình. Cái thứ nhất là canh tác lúa, chúng tôi là nông dân mà, chỉ có canh tác lúa thôi là chính. Vậy thì cũng cần nắm những cái mà chương trình như thế này để cho người nông dân nắm bắt kịp và hiểu được những cái dịch hại xảy ra, phòng trừ để đoán trước, biết trước, báo trước để những người nông dân áp dụng vô trong cái đồng ruộng của mình. Theo đánh giá nhận xét của tôi thì chương trình này là rất là bổ ích và rất là tốt cho bà con nông dân. Vì bà con nông dân là có điều kiện để tiếp thu những cái kỹ thuật mới, những cái sản phẩm mới của công ty, chất lượng cao của công ty chúng tôi. Và sẽ giúp cho bà con nông dân mình an tâm trong việc mà sử dụng thuốc khi mà có được cái tư vấn rất là cặn kẽ của các nhà sản xuất và các nhà phân phối. Đây là một cái chương trình mà chúng ta nên tiếp tục kết nối giữa bà con nông dân, đài truyền hình phát thanh truyền hình Kiên Giang cũng như là các công ty phân phối thuốc để chúng ta làm cho để giúp bà con nông dân ta vừa được mùa mà vừa được giá. Thực hiện chương trình với mục đích hỗ trợ kỹ thuật cho bà con nông dân trong việc chăm sóc và quản lý tốt các đối tượng sâu bệnh trên cây lúa, nhằm kết nối giữa bà con nông dân, doanh nghiệp và ngành chuyên môn để đưa các tiến bộ khoa học vào sản xuất nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận.